đạt 9,3 tỷ và thủy sản cũng đạt trên 9 tỷ. Thì đây là một cái hướng mà chúng ta đang vận động theo hướng một là sản xuất liên kết có chế biến. Thứ hai, sản xuất theo yêu cầu chợ thị trường. Người ta cần cái gì mình làm cái đó. Chính vì thế chúng ta tăng năng rất nhanh lâm sản, thủy sản, cây ăn quả, cơ cấu lại cái lúa gạo là theo cái tín hiệu thị trường rất tốt. Do đó hôm nay tại diễn đàn tổng kết này chúng tôi xin bày tỏ trước hết là rất biểu dương, rất cảm ơn ngành công thương đã phối hợp rất chặt chẽ với ngành nông nghiệp, bà con nông dân, các thành phần kinh tế, các tỉnh dưới sự chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ để chúng ta thực hiện cao nhất quyết tâm của khu vực một, góp phần cho cái bức tranh chung của chúng ta